Hello, you know mình là Nú Phước Thịnh. Đi cờ tá đạo, nơi câu hỏi không đỡ nổi. Vào mắt anh và hãy nói rằng rằng em muốn bên anh mình anh thôi. Người yêu dấu ơi, đừng quay bước vội vì anh chính là người mà em yêu. Cause I really really love you, người anh luôn luôn mong nhớ. Cause I really really need you, đừng làm tan đi hết những yêu thương mộng mơ. Muốn ôm anh nhớ lúc này. Mẹ. Đang diện bỗng một fan nữ gào khóc muốn cưới thì làm sao đây? Cưới luôn. Nhưng đang hát nốt cao mà giọng lại tắt, làm thế nào? Bình thường, cười, trừ, sao vậy? Lỡ hát xong mà không ai vỗ tay thì là... Chứ người ta vỗ tay, đúng không? Trong một show diễn, Nú phát hiện tên mình xếp sau tên đàn em thì phản ứng như thế nào? Phản ứng là hỏi đàn em nào? Phản ứng là hỏi chương trình như thế nào? Sẽ phải làm rõ cái vấn đề này. Và Nú nghĩ rằng là sẽ có câu trả lời hợp lý thôi và giải thích thôi. Giữa Nú Phước Thịnh và Thủy Tiên, ai xếp trước, ai xếp sau? Dĩ nhiên Thủy Tiên sẽ xếp trước, Nú Phước Thịnh sẽ xếp sau. Vì Nú Phước Thịnh dù gì vẫn là đàn em. Em đi tung tăng, bỗng một con chó xuất hiện. Làm cách nào để thoát thân? Đâu lại chơi với nó trước bạn. Phải là nựng nó trước cho sướng đã rồi sau đó mới thoát thân. Sẽ ra sao nếu Nú có cờ bắp khổng lồ cuồn cuộn? Thì lúc đó sẽ khoe liền trên sân khấu cho khán giả coi. Sáng thức dậy, phát hiện mình bị đăng trên một trang web bậy bạ. Làm thế nào đây? Sẽ ngủ tiếp vì nghĩ đó là giấc mơ chứ không phải là hiện thực. Mình không thể nào có ai lấy một người xấu như mình ra làm hình tượng để lỡ lên web bậy được. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn, em có thai với anh rồi. Mình sẽ nhắn lại lộn rồi chị ơi. Nếu một ngày bị trục xuất vì quá đẹp trai thì phải làm sao đây? Sẽ dắt theo tất cả mọi người trục xuất theo mình. Có 10 triệu đô la và trẻ lại 10 tuổi, nuôi chọn cái nào? Trẻ lại 10 tuổi, vì 10 tuổi sẽ kiếm được 10 triệu đô la. Nú sợ nhất con vật gì nè? Con gián. Lỡ con gián ở trong quần thì phải làm sao đây? Thì bình thường sẽ bình tĩnh tìm nó đã, đúng không? Thể nào nó cũng sẽ tách mình ra trước đã. Còn bớt quá thì ở đây đông người thì không thể nào làm được. Còn thí dụ như ở trong buồng tắm thì chắc chắn là tử nạn tại chỗ. Hồi nhỏ đi học có hay làm trò để chú ý không? Không hề. Tại vì không làm gì thì người ta mới chú ý, chứ làm quá nhiều thì không ai chú ý cả. Nếu phải bị MC Bồ đòi ghét Nu thì phải làm như thế nào? Nu sẽ MC Bồ lại, Nu là chuyên gia MC Bồ à. Nu sẽ ếm lại cho thích Nu, thích nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng vào ống kính và biểu cảm thể hiện tình yêu với fan. Một nhân mà nổi giận thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi là cung nhân mã nè. Ai mà đụng tới lòng tự ái và danh dự của tôi? Đặc biệt không đặc gì hết. Có ba từ khóa: tròn, dài, bàn tay. Mùi nghĩ đến đồ vật gì? Ổ khóa cửa. Tròn, dài và bàn tay là ổ khóa cửa. Nếu Thủy Tiên và Hồ Ngọc Hà hẹn đi chơi cùng ngày cùng giờ thì Nu sẽ đi với ai? Nhà đi chị nào hết á. Nếu có phép biến hóa tàng hình thì sẽ dùng nó để làm gì? Đi xuyên qua các phòng tắm nữ. Lúc đi tắm hãy làm trò gì? Hát. Lúc ngủ có ngáy không? Không, tuyệt đối không. Nếu đăng quang nam vương thế giới thì phát biểu cảm xúc như thế nào? Chắc là không bao giờ đăng quang. Điều điên rồ nhất muốn làm là gì? Điều điên rồ nhất muốn làm á? Muốn làm siêu nhân, có thể bay lên trên trời, thích bay lắm. Thử thách cuối cùng, hãy giả giọng hoa hồ và hát một bài bất kỳ của Thủy Tiên. Giọng hoa hồ và hát một bài của Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên hát bài gì mấy đứa? Quay về đi. Quay về đi. Quay về đi. Không, bài khác đi. Bài Kiss Me. Mãi mãi. Kiss Me, Kiss Me. Không? Dạ. Sao nữa? Tại mùa đông. Các bạn mình đang hát sao? Những cơn gió khẽ vô tình. Giọng hào thì phải.
từng cơn gió, từng cơn gió khẽ vô tình. Chiếc lá đầu cành buông xuống lòng nhà, chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Muốn biết cảm xúc của bạn lúc này. Bản thân của Nu Phước Thịnh thì sau khi những cái lúc căng thẳng như vậy thì ngồi lại với fan của mình và được trả lời những câu hỏi khá là thú vị thế này của Giang Niu Sĩ, Nu Phước Thịnh cũng rất là thích. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều hội hợp tác hơn nữa với Giang nhé. Các bạn hãy xem thông tin của Nu tại giang.vn nhé.